Chị dâu mang thai con của chồng tôi lấy chồng được 3 năm, nhà chồng có hai anh em, bố mẹ chồng cũng thuộc dạng khá giả. Chồng tôi là con thứ, anh trai chồng vừa lấy vợ và tôi cứ có cảm giác cô chị dâu này có vấn đề với chồng mình. Trước khi đám cưới của anh trai chồng và chị dâu diễn ra, tôi chưa gặp cô gái này lần nào trước đó, cũng không nghe ai trong nhà xì xào gì về chuyện anh trai chồng đã có người yêu. Suốt những năm tôi yêu và cưới chồng, anh trai chồng tôi luôn sống như một cái bóng lặng thầm. Anh ra khỏi nhà và trở về rất đúng giờ. Ngoài chào hỏi bố mẹ ra thì gần như tôi không thấy anh hé răng nói một lời nào. Đám cưới của anh và chị dâu diễn ra chóng vánh vì chị dâu đã có thai. Chị dâu là người khá xinh, cao giáo, cũng kiệm lời và hiền lành. Hiện tại chị có công ăn việc làm khá ổn. Mỗi cái là bố mẹ chị ở xa. Không hiểu sao, dù mẹ chồng liên tục hối thúc tôi sinh con cho bà bế cháu, nhưng khi chị dâu có bầu, bà lại không mấy mặn mà. Tôi nghĩ đơn giản, đấy là thói đời. Chắc do gia cảnh nhà tôi sung túc và ở gần nhà chồng hơn, hoặc chắc mẹ chồng tôi thương chồng tôi hơn anh cả nên bà có chút thiên vị. Mà từ lúc vợ chồng anh chị cả dọn về ở chung là mẹ chồng tôi suốt ngày thái độ bà than vãn ỉ ôi đủ điều với chị dâu, nói chị quá kiệm lời, không sở lời, mặt lúc nào cũng sưng xỉa như đưa đám. Mọi người ơi, để duy trì kênh YouTube kể chuyện này thì mình có bán thêm sản phẩm wax lông đến từ nhà chóe wax xinh. Cái dòng sản phẩm này thì đã nhận được khá là nhiều những cái lời phản hồi tích cực ở trên sàn Shopee rồi. Mọi người có thể là xuống phần comment cũng như là phần mô tả để tham khảo về sản phẩm wax lông này nhé. Em wax lông này có thể wax lông tất cả mọi nơi ở trên cơ thể, từ vùng ria mép này, vùng bikini, tay chân, chỗ nào các bạn có lông thì các bạn có thể dùng em này để wax hết nha. Thành phần thì mật ong, nhân sâm, đường, nha đam đều là những cái thành phần thiên nhiên nên là mọi người cứ yên tâm nhá. Một điều nữa, tất cả những cái video mà mình kể chuyện ở đây đều được các bạn gửi về, cho nên là mình hy vọng là những bạn xem kênh mình sẽ tôn trọng cái giọng nói của mình, tôn trọng những câu chuyện của các bạn gửi về và không lấy voi của mình để mang đi chèn vào những cái clip slam này, làm bánh này các thứ và up lên TikTok nha. Cảm ơn mọi người nhá. Bà ghét chị dâu tới mức dù biết chị dâu ngén mùi nặng nhưng bà thường xuyên nấu những món có mùi rất kích thích như canh cá, đồ chiên rán ngập dầu. Ngoài ra bà còn nấu cả một số món không dành cho phụ nữ trong 3 tháng đầu có bầu, kiểu canh rau ngót này kia. Tôi thấy lạ, chẳng nhẽ mẹ chồng sinh nở 2 lần rồi, sống quá nửa đời người lại không biết đến những chuyện như thế này ư? Có hôm vợ chồng tôi đi ăn ngoài, tôi thắc mắc hỏi chồng thì anh cũng ấp ờ chứ không nói năng gì nhiều. Dường như mỗi khi nhắc đến chị dâu là ngay cả chồng tôi cũng không vui. Dần dà sự khó chịu của mẹ chồng tôi dành cho chị dâu lổ lộ tới mức bữa sáng bà cũng không buồn chuẩn bị cho chị ấy. Chị dâu buồn nôn, mẹ chồng tôi cũng khó chịu, chị dâu làm gì bà cũng hầm hè, còn anh cả thì vẫn sống như một cái bóng im lặng không ý ở gì. Có lẽ do cùng phận đàn bà nên tôi động lòng trắc ẩn muốn quan tâm tới chị dâu nhiều hơn. Từ ngày về làm dâu nhà này, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chị ta gầy đi trông thấy. Tôi có bỏ công đi mua sữa bầu, một ít quần áo bà bầu và hoa quả tặng cho chị ấy, nhưng điều làm tôi bất ngờ là khi tôi tặng những món đồ đó, từ một người phụ nữ nhẫn nhịn vui buồn không thể hiện ra mặt, chị ấy gạt tay tôi và vứt hết mấy món đồ đấy xuống bàn, ánh mắt giận dữ long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi sốc không nói lên lời, chắc có lẽ lúc gạt tay đồ đạc va chạm vào cốc chén trên bàn nên mẹ chồng tôi nghe thấy và chạy ra. Chưa biết đúng sai thế nào, bà đã vung tay lên tát chị dâu. Bà mắng chửi chị dâu là đứa không biết điều và xấu tính. Chồng tôi cũng chạy ra đưa tôi vào phòng, anh bảo từ nay tôi nên mặc kệ chị ta đi, phúc ai người đấy hưởng, nghiệp ai người đấy mang. Từ đó tôi cũng không còn thoải mái với chị dâu như trước nữa. Tôi cũng bắt đầu không thích và thấy ngứa mắt với chị ta. Rồi vào một ngày đẹp trời sau đó, chị ta bị sảy thai mọi người ạ. Đang đi làm, dù chả ưa gì mấy, tôi cũng phải chạy qua cho phải phép. Vì nhà chồng giàu có nên vẫn đặt phòng riêng cho chị ta. Lúc tôi đến, đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ, tiếng mẹ chồng tôi chì chiết vang lên. Loại đàn bà thối thây, nếu không vì thai này mày cũng đừng mơ bước chân vào nhà tao. Bây giờ sảy thì cũng sảy rồi, ly dị rồi cuốn xéo ra khỏi nhà tao nhanh lên. Bố chồng tôi vuốt lưng mẹ chồng rồi nói, thằng B từ ngày xưa mẹ mày đã không thích nó, rõ ràng đã dứt nhau ra rồi, lấy được vợ đẹp vợ giỏi cho rồi, còn dính vào nó để có bầu, cuối cùng lại để anh mày gánh cái nghiệp này. Nhân dịp này kết thúc mối nghiệt duyên này đi, nhớ làm cẩn thận, đừng để vợ mày nó biết. Mọi người ạ, B chính là chồng tôi. Sâu chuỗi lại thì chẳng phải cô chị dâu này chính là người yêu cũ không được chấp thuận trước kia của chồng tôi à? Rồi sau khi tôi và chồng kết hôn, anh vẫn âm thầm qua lại với cô ta, dẫn đến có bầu hay sao? Vì muốn bưng bít chuyện này nên cô ta được sắp xếp kết hôn với anh trai chồng tôi ư? Ôi đời, mà tưởng là phim. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục nghe xem gia đình họ nói gì. Bây giờ chồng tôi mới há mồm lên tiếng. Anh ta nói, vốn dĩ tôi với cô hôm đấy là tai nạn, là cô cố tình gài tôi trong lúc mê man, rồi cô nhất quyết không chịu uống thuốc. Việc có đứa bé cũng là cô sống chết không chịu bỏ. Cô cũng thừa biết vợ tôi là người tốt như thế nào. Tôi thừa nhận chuyện đêm đó tôi cũng có phần sai. Kể cả ngày xưa khi yêu nhau, tôi nghe lời mẹ và chấm dứt phũ phàng với cô cũng là tôi không đúng. Nhưng mọi chuyện cũng nên dừng lại ở đây thôi. Đứa trẻ cũng biết đây là nơi nó không nên đến và nó cũng không được chào đón mà rời đi rồi, nên chúng ta chấm dứt đi. Lúc này chị dâu nằm trên giường bắt đầu cười khanh khách. Chị ta chửi chồng tôi là hèn hạ, từ ngày xưa đã hèn hạ rồi. Chị ta bắt đầu kể rằng ngày xưa khi hai người họ yêu nhau, chị ta đã thiệt thòi thế nào, thậm chí cũng đã từng phá thai một lần, nên lần này chị ta mới không chịu phá. Chị ta nói chị ta căm ghét
mẹ chồng tôi, người đàn bà ham mê vật chất. Và dù tôi tốt bụng thì sao, trong mắt chị ta tôi vẫn là cái gai trong mắt. Rồi chị ta cho rằng tôi chỉ đang giả vờ diễn trò tốt bụng mà thôi. Rồi chị ta gào lên, nói tất cả những gì mà tôi đang có phải là của chị ta mới đúng. Tôi đứng nghe, không biết qua bao lâu thì anh trai chồng tới. Tôi nhìn anh ấy đầy ngượng ngùng, nước mắt đã ngập ngụa trên mặt tôi từ lúc nào. Tôi xin phép anh rời đi trước, nhưng bất ngờ là anh ấy đi theo tôi rồi bảo nhìn tình hình của em không khả quan lắm đâu, để anh đi cùng. Tôi nhìn liếc qua mình trong gương, nước mắt ngập ngụa, môi trắng bệch. Tôi đi khám rất nhanh, bụng cũng rất đau. Bố mẹ chồng và chồng tôi cũng từ phòng bệnh của chị dâu chạy xuống phòng bệnh tôi. Cuối cùng bác sĩ kết luận tôi đã có thai, nhưng vừa rồi do tâm lý bị sốc nên có dấu hiệu dọa sảy, phải hết sức chú ý vì dù gì cơ thể tôi khá khó để đậu thai. Thôi ơi, sao lại có thai vào thời điểm này, tôi còn chưa sẵn sàng nói chuyện rõ ràng với gia đình chồng nữa cơ mà. Nhưng dường như chỉ có mình tôi là đang hoang mang vô định, còn bố mẹ chồng và chồng tôi lại hết sức phấn khích. Bây giờ tôi nên làm sao đây, thuê phải phòng trọ có người thắt cổ chết? Nhắc về câu chuyện thuê trọ của sinh viên thì mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện mà mình mới trải qua ở một phòng trọ tại Hà Nội. Thời điểm đó vừa tốt nghiệp đại học nên đi tìm phòng trọ để chuyển chỗ ở. Đi tìm mấy ngày cùng thằng bạn chẳng có phòng nào ưng ý cả. Tự nhiên hôm ấy chạy đến con hẻm nhỏ trên con đường Đinh Công Thượng, quận Hoàng Mai thì thấy một biển treo cho thuê phòng. Nói chung ấy là lúc đấy cũng vội chuyển đi mà tìm phòng mãi không được nên mình có ghé vào xem thì thấy phòng đó phong thủy rất tốt mà giá lại còn rẻ, rẻ hơn những chỗ khác bọn mình tham khảo nên mình đặt cọc và thuê ở lại ngay. Phòng có gác nên mình ở trên gác, ở dưới thì để xe và bếp nồi nấu ăn. Mình làm việc đến khoảng tầm 1-2 giờ thì tự nhiên thấy có cái gì đó lạnh lướt qua, mà Hà Nội lúc đấy rất nóng như mọi người, mình cũng không để ý nhiều. Nhưng sau đó từ trong nhà vệ sinh phát ra, mình nghe rõ mồn một tiếng kêu the thé của ai đó như kiểu đang bị nghẹn cơm, nghẹn cá. Mình chạy ngay xuống xem thì lại chẳng thấy gì. Lúc này mình tặc lưỡi, nghĩ thôi chắc do hôm nay chuyển trọ bê đồ chăn gối mệt quá nên ngu người. Sáng hôm sau mình dọn dẹp phòng, tính mình ấy thì hay thích dỗi nước cho phòng sạch sẽ hơn là lau. Thật ra cũng một phần do mình lười, thì khi dỗi nước mình để ý thấy trên sàn nhà có rất nhiều vết cào, những vết cào bong chóc trông rất mới. Lúc đấy mình còn nói chơi chơi là chắc do có ai chết máu văng lên đây nên pháp y ho cạo lấy mẫu phục vụ điều tra vụ án. Mình chỉ tình cờ nói chơi chơi vậy với thằng bạn để hù nó vì hôm đấy có bạn qua phụ vệ sinh phòng. Thế rồi câu chuyện cũng chẳng có gì tiến triển cho đến một ngày đêm tháng 7 rằm 15, mình nhớ rất rõ. Đêm đó mình làm việc tới 2 giờ đêm, cơn lạnh như lần đầu tiên ngày mình ghé vào trọ lại kéo đến. Ngay lúc này là mình nghi có cái gì không sạch sẽ đang ở căn phòng này rồi. Và mình vô tình nhớ đến có một ông thầy chuyên dạy về các vụ án hình sự. Ông có nhắc mình là thường các vụ án chết người ở đâu cũng được báo chí đưa tin, có hình ảnh và địa điểm, ít nhất là chung chung như vậy. Thì ngay lúc đấy mình mới search Google địa chỉ trọ nhà mình cộng với lại cụm từ tử vong, xác chết, vụ án. Và rồi kết quả ra là cách ngày mình vào trọ đúng một tháng, tại con hẻm đó đã xảy ra một vụ chết người trong phòng trọ. Và đó lại chính là dãy trọ mình đang thuê, vì có cả hình ảnh dãy trọ được đăng tải lên. Lúc này trong đầu mình hiện lên một dòng suy nghĩ là nhà bên cạnh, thì trước đó mình được chính thằng bạn thân mình là người ở khu này khẳng định nhà trọ này rất an ninh và chuẩn mực. Mình cũng không nghĩ nhiều và đi ngủ. Nhưng luồng gió lạnh cứ thỉnh thoảng lại lướt qua lướt lại có lúc mình nhìn rõ nó trông như một cái túi vải xám rách be bét treo lơ lửng vậy. Đáng sợ hơn, mình mơ màng thấy chiếc vải rách đó hiện thành hình một đoàn dài được bọc như cái bánh tét lăn qua lăn lại trên trần nhà. Đến sáng mình ra quán trà đá ngồi hỏi và xác nhận lại thông tin từ một cô bán nem chả gần đó, thì được biết trước ngày mình chuyển vào tầm nửa tháng ở trong dãy trọ đó, các cô ấy còn chỉ rõ là phòng đầu tiên, cũng tức là cái phòng mà mình đang ở, có một thanh niên đã treo cổ tự vẫn mà tận 5 ngày sau người ta mới phát hiện ra. Lúc đó thi thể đã phân hủy, bốc mùi. Mình về phòng suy tư, ghép nhặt lại hết các chuỗi sự việc từ mấy hôm đó, lại từ tiếng kêu the thé cách vài đêm, bóng lạnh lướt qua lướt lại lúc mình đang ngủ, cho đến giấc mơ thấy một thi thể đang được anh công an bê ra khỏi phòng. À, mình mơ tận 3 lần, trong đó cảnh đều tương tự nhau. Mình mơ từ trước hôm mình nói chuyện với cô bán nem, mình cứ mơ là thấy một người chết tại phòng, xác đang phân hủy. Nói thật, lúc đó chắc là do mình hay đọc sách về hình sự nên là bị bệnh nghề nghiệp. Và thậm chí có lúc 4 giờ sáng đang ngủ, mình lại nghe được tiếng cười the thé kèm một mùi hôi thối cực nồng từ ban đầu đến khi phát hiện sự việc. Không hiểu sao khi gặp bạn mình và khi nhắn tin với các bạn thì mình luôn trêu tụi nó là phòng tao có người chết ở tụi bay. Lúc đầu mình chỉ hù vậy cho vui chứ chưa bao giờ nghĩ đó là sự thật. Nhưng sau đó thì sự việc xảy ra như trên thì mình bắt đầu suy nghĩ là cũng có thể có khả năng là mình cảm nhận được phần nào đó về tâm linh. Nói thật, sau đó mình ở hết tiền cọc thì cũng chuyển đi nơi khác. Mọi người hay bảo mình lì, nhưng mà nói chung sợ thì sợ, nhưng mà không có tiền thì vẫn phải ở. Một kỷ niệm khó quên đến tận bây giờ mọi người ạ.